Đây là xương bò quý vị, đây là xương ống bò. Xương ống này rất là nhiều tủy, tủy nó nằm trong xương ống này. Khi ta hầm nó, cái tủy này nó ra nước sẽ là béo là ngọt. Để xử lý thì chúng ta phải cho nước vô, ta nấu cho nó hơi lên cho nó ra hết ba cái chất dơ máu mỡ này bớt này, rồi chúng ta lọc sạch cái ba cái phần thịt này ra này. Phần thịt này có thể là nấu là nó làm nước đục. Chúng ta chỉ lấy xương và lấy cái tủy này thôi. Tủy này nó rất là ngọt. Sau khi nước sôi thì xương nó ra cái bọt này. Bọt này cái gì? Bọt này là dơ lắm. Đó, mình để cho nó sôi cho nó ra hết cái chất dơ này, bắt đầu mình đưa đi rửa. Đưa đi rửa mình lọc hết mà cái thịt này mình bỏ đi. Thì chút xíu mình nấu nước nó trong. Này mình phải đập một củ gừng nó lớn vô đây nha, cho nó khử mùi hôi hôi của bò. Bình thường thì nhà mình làm gấp đôi cái này. Đợt này dịch bệnh nó bán ít cho nên cái này cũng khoảng 10 ký xương. Một cái xương ống bò. Khi mình xử lý xong mình cho vô cái nồi này mình hầm. Cái nồi hầm đó. Đó, bây giờ mình cho nước vô để mình hầm. Mình chơi hết lóc luôn. Và để cái này thì làm suốt ngày suốt đêm luôn. Khi nước sôi ngay mình giảm nhỏ, chỉnh cái chế độ hầm rồi mình hầm. Ồ, mới hầm có một tiếng mà mở nó ra cái này. Cái này mà để sáng đêm chắc nó dữ lắm. Tỷ gì chưa tỷ cái này. Mới có một tiếng đồng hồ mà cái mùi chưa có bỏ gì, mà chỉ nghe mùi thơm rồi mới có bỏ hừng với hành nướng. Cái mùi nó bốc lên nó thơm lắm. Cứ để nước liu 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 vậy tới sáng mai là xương nó rụt luôn, không còn gì.